cuối tháng 1 năm 2023, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình anh Ra Lan Búa, sinh năm 1984 ở làng Hờ Ra, xã Gia Hờ La. Nhìn vườn cà phê xanh mướt và hàng tiêu chịu hạt, ít ai biết rằng Búa đã từng rời bỏ mảnh đất này để tìm miền đất hứa. Trước đó, tháng 12 năm 2017, Búa nghe lời dụ dỗ của đối tượng phản động ở nước ngoài, giấu vợ con bán tài sản được 5 triệu đồng, đưa cho người dẫn đường trốn sang Campuchia và Thái Lan, mơ tưởng về cuộc sống giàu sang, không phải lao động. Gần một năm sống chui lủi, nếm trải những khổ cực ở nơi đất khách quê người. Tháng 9 năm 2018, Búa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ về tội nhập cư bất hợp pháp. Sau đó, được chính quyền Việt Nam giúp đỡ hồi hương, đoàn tụ cùng gia đình. Ở Campuchia thì mình đói, không có cơm ăn, hoặc là không có ai giúp mình. Cuối cùng thì bị công an Thái Lan bắt thì mình ở trong tù 6 tháng. Mình ở đó chắc là mình chết. Từ ngày mình về mình làm, nhân lực làm cho mình rất là tốt. Khi mình trở về Việt Nam, mình trồng cà phê, trồng tiêu. Tiêu thì 80 trụ, nhưng mà cà phê thì 500 cây. Bây giờ thì ổn định rồi, lo nuôi vợ nuôi con thôi. Người ta ru mình đi Thái hoặc đi Campuchia, mình không nghe nữa, mình tới bỏ rồi. Một trường hợp khác, gia đình anh Siêu Cơ Lôn, sinh năm 1985, ở làng Supe, xã Gia Hà La, được biết đến là hộ có đời sống kinh tế khá. Tháng 7 năm 2015, Cơ Lôn bị kẻ xấu lừa phỉnh, vượt biên sang Campuchia, nhưng chỉ 4 tháng sau, anh đã tìm đường trở về. Cảm ơn xã với thôn thì giúp đỡ được Mà Phước. Mà Phước thu được lúa, nuôi được gia đình mình rồi. Thì bây giờ thì nuôi được 5 con dê là 5 con bò. Bây giờ thì gia đình làm ăn thì vẫn bình thường, thì ổn định rồi, không nghe lời ai hết. Hiện tại, Siêu Cơ Lơn nuôi nhiều dê, bò, mua được máy cơ giới, xe công nông. Không chỉ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, anh còn tích cực giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong buôn về cây trồng vật nuôi, thu hoạch nông sản, được bà con tin tưởng quý mến. Những người từng vượt biên trở về quê hương được đoàn tụ cùng người thân, kinh tế dần phát triển. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy. Tại làng Tai Bê, xã Gia Hà La, gia đình bà Trơ Má Hờ Chắp thuộc diện hộ nghèo. Tháng 7 năm 2015, ông Ra Lan Thanh, sinh năm 1975, chồng bà Hờ Chắp trốn sang Campuchia, sau đó chết vì bệnh tật. Giờ đây, căn nhà cấp 4 chật hẹp là nơi trú ngụ cho 8 người của gia đình bà Hờ Chắp. Khi chúng tôi đến, bà Hờ Chắp đi làm thuê chưa về. Trơ Má Hờ Hạ, sinh năm 2000, con gái đầu của bà Hờ Chắp đang nhóm lửa và trông 3 đứa nhỏ. Bữa cơm chiều đạm bạc chỉ có rau, đậu phụ, nhưng đủ khiến những đứa trẻ thòm thèm chờ đợi. Mẹ về ngân hàng với bố là 30. Khi bố đi là bố không cho hai mẹ con biết, tất cả gia đình không biết hết. Bây giờ là một mình mẹ phải làm để trả. Lúc bố mất đó thì em không biết nói lời nào luôn, chỉ biết khóc thôi. Nếu như ngày xưa bố tôi không đi nghe theo kẻ người kia nói thì bố ở đây thì cuộc sống chúng tôi tốt hơn, đỡ khổ hơn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng, lực lượng công an đã tăng cường bám, nắm địa bàn, tích cực phối hợp với già làng, người uy tín, thường xuyên tuyên truyền, vạch trần âm mưu, ý đồ chống phá của bọn phản động, đồng thời vận động những người từng vượt biên trở về địa phương cùng tham gia tuyên truyền, kể lại cho bà con nghe cuộc sống thực tế ở Campuchia, Thái Lan, để biết cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu. Đồng thời tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền, chỉ đạo hệ thống chính trị hỗ trợ giúp đỡ những hộ nghèo về cây trồng vật nuôi, vay vốn ngân hàng, phát triển kinh tế bền vững. Ban chấp hành đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cái thực hiện cái nhiệm vụ, cụ thể là ra nghị quyết lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí là đảng ủy viên, cơ quan ban ngành của xã, các đồng chí trong hệ thống chính trị, quản lý, giáo dục,
các đối tượng tại cộng đồng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức cái diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân, để từ đó nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như là các đối tượng mà trở về địa phương, để là làm sao mà các đối tượng này tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, để rồi an tâm lao động sản xuất trên mảnh đất của làng, của thôn mình, của gia đình mình, cùng với chính quyền, cùng với cấp ủy thực hiện cái thắng lợi cái nghị quyết mà Ban chấp hành Đảng bộ đã đề ra. Chính quyền, buôn làng luôn dang rộng vòng tay chở che, bao bọc người lầm lỗi quay trở về. Hy vọng các trường hợp trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn đang u mê, mơ tưởng về cuộc sống giàu sang, không phải lao động nơi xứ người. Hành vi vượt biên sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Bà con tránh mắc mưu kẻ xấu, chăm lo làm ăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.